Nói tiếng Việt sao luôn? Dạ, tự nhiên nhưng mà... Tự nhiên nhỏ hay to? To là xíu. Ok. Tự nhiên nhỏ hay to? To to à? Rồi, giữa tay ngang, giữa tay ngang, giữa tay ngang bác coi. Thích vuông nhiều hay vuông ít? Vuông á, vuông á, đầy cao lên, nhô lên. Nhô nhiều hay nhô ít? Nếu mà một cái nó vừa hơn, nhô hơn nhiều với một vừa hơn thấp hơn thì em thích bên nào? Thích cái cả giọt nước. Ừ, tức là thích ở dưới nó nhiều, ở dưới này nửa của dưới nó vung nhiều hơn ở trên này đúng không? Tao để tay xuống mà coi. Bản chất á, anh nhìn xuống cái ngực của em đi. Bản chất cái ngực của em á là em thấy á, từ cái đốm vú, tức là nửa cái ngực cắt ngang này, ở dưới này nó đã đại hơn rồi. Em hình dung không? So với cái phần nửa trai thôi. À, đây, ở đây cắt ngang này nhìn đây này. Thì ở dưới đây tất cả tuyến vú sau khi mình sanh nở thì cái da nó dùng. Nó dùng cái tuyến vú nó có xu hướng nó sạc xuống, nó rớt xuống. Cho nên bản chất ở dưới này nó đầy rồi. Cho nên em chỉ đặt cái túi tròn vô là nó tự động dưới nó đầy hơn trên. Luôn luôn ở trên này nó thấp hơn như này. Em hiểu không? Cho nên mình phải chọn một cái túi mà làm sao khi mình bỏ vào ở trên này nó đừng quá lép. Nếu mà là tại sao nãy bác hỏi là em thích vuông nhiều vuông ít, đừng cái điểm giữa nó rất khó, bao nhiêu là vừa. Cho nên trong cái đầu mình phải hình thành là cái câu chuyện vừa hơn chút xíu vừa hay nhỏ hơn chút xíu vừa thì dễ chọn hơn. Ok, thích vuông nhiều vuông ít nói gì thì để cho bài nữa là nó quyết nó bỏ bằng bài. Vậy như bác sĩ bảo đặt túi tròn đây thì cái này đặt cái này nó có tất cả túi bây giờ túi tròn hết độ chảy rồi thì ghi nè con. Yeah. Bên trái thì tích mồ khoảng 120. Bên này cũng vậy. Em nhớ tại sao bác nói là 120 là vì sao? Tức là thể tích mà sau khi đặt cái túi ngực vô thì nó sẽ bằng thể tích hiện tại có cộng với thể tích túi ngực, chứ nó không phải là chỉ cái túi ngực không. Để vô là không? Khoan chưa, từ từ bình tĩnh. Em thích đặt bao nhiêu? Vô tay ngang, vô tay ngang nè. Em thích đặt bao nhiêu? Tham khảo thì em thích đặt bao nhiêu, nói bác nghe coi. Cái nào? Nó cứ nói bình thường đi, đừng có ngại gì cả. 300. Ừ, 300, thích 300. Có to quá. 300 có nghĩa mình bỏ vô 120 là 420. Thì theo mình nghĩ ngực mà 420 là to nhỏ. Ừ, vậy thì tự biết trả lời này. 300 đó mất tiêu rồi. Này 325 này, anh thấy bỏ 325 vô này, thấy to nhỏ. À, để tay ngang là bắt nhìn cả khung. Bác thì bác quan tâm á, thứ nhất đó là vì da thì bác không có ngại. Nhưng mà cái của quen đó là bác quan tâm là quan tâm cái đường kính ngang để cho cái túi nó nằm á, em hiểu không? Cái là khi mình đặt cái túi vô thì túi nó sẽ phải có cái đáy của nó. Đáy của nó là cái xương lồng ngực của mình. Em hình dung không? Chứ không phải là cái câu chuyện là quan tâm cái da để giãn ra hay không, nó không quan tâm lắm. Để tay xuống lại bác coi. Theo bác nha, thì bác nghĩ thứ nhất á, cái túi phù hợp với em thì nếu mình bỏ plastic vô á thì nó hơi bị đổ với là nhiều quá. Vì nguyên tắc cái túi plastic á là người ta làm á, cái túi gel người ta bơm nó không có đầy, cho nên khi mình cầm cái túi lên á thì hầu như cái túi gel nó đổ hết xuống phần nửa dưới. Ở giữa dưới á gel nó đổ nhiều quá, mà dưới bản chất cái ngực của em ở dưới nó rất nhiều rồi, cho nên nó đổ nhiều quá thì dẫn đến ở dưới nó nhô ra nhiều quá, nhưng ở trên nó lại không phù hợp. Em hình dung không? Cho nên là bác nghĩ là cái túi nó phù hợp với em là túi extra sẽ nó sẽ ok hơn. Vì khi mình cầm cái túi extra lên nó bơm gel đầy thì ở dưới nó cũng đổ, nhưng mà 3 phần tư dưới với một phần nó chỉ mất với 1 phần tư trên thôi, ít hơn thôi. Thì do đó cái ngực nó mới đầy được cái khoảng này nè. Đây nè. Em nhớ bây giờ bác chia ra cái ngực làm 4 nè. Từ cái đốm vú xuống là 2 phần ở trên 2 phần. Thì do đó bác cần ở một phần ở đây nè. Ví dụ em nhìn đây nè. Thì extra gel nó phải giữ nằm ở đây. Ở trên này nó thấp thôi. Ở đây nó phải đầy tiền tay, chứ còn không là nó sẽ lại dưới này nó dày ra dày quá nè. Còn trên này nó lại mỏng thì nó sẽ không có đẹp. Giống như của ngực nó bị sai chảy nhiều quá. Thì quan điểm của bác là em đang đặt extra sẽ đẹp hơn. Và cái size của mà bác khuyến cáo cho em khoảng 270 thôi. Em đừng nên đặt 295. Ở nhà em nói 300 thì túi extra nó sẽ là 240, 295 và 325. Nếu em muốn đặt 295 em phải suy nghĩ lại. Vẫn ok, nhưng bác nghĩ là lớn chứ không phải tự nhiên. 270 270 mình cộng thêm với của mình 120 nữa thì nó khoảng 390 là ok. Túi 270
ở đây bà không có, còn ở dưới nó có không? Dạ, để tí xuống dưới thì em cho chị coi. Theo bác thì như vậy, còn khi mà em nghĩ đến 295 thì em phải suy nghĩ lại. 295 là ở bác? Ở dưới đó mấy em nó có, dưới trên này không thấy. Dạ, còn xảy ra. Chứ còn bác nghĩ thì 295 là to, mà đối với bác thì nó không phù hợp với em, nó không đẹp đâu. Trong trường hợp em thích hoành tráng thôi. Tự nhiên thì 295 không phải là tự nhiên. Còn nếu thực sự tự nhiên nhỏ thì là 240. Tự nhiên là đó thì bác nói khoảng 270, vì 270 thì đối với một cái người như em á, mà một cái ngực phẳng thì cũng chỉ khoảng quanh 350 thôi. Tức là ngực phẳng nghĩa là hiện tại là em đang có 120, thì cái ngực mà không có gì hết thì bác cũng chỉ đạt khoảng 350 thôi, bác sẽ không bao giờ đạt 400. 270 cộng với cái 120 là 400, là nó là 390 rồi đó. Như của bác cái này đi chân ngực, đây đi chân ngực. Xem là cháu có không. Nên không, không, không. Không. Bác làm nhớ là bác làm có lấy tiền nhưng bác không có làm miễn phí đâu. Nhưng mà đối với bác, có phức hợp quần nấm vú em không làm gì. Tại cháu có bị sẹo lồi á. Sao cái đó nó sẹo, nó là một câu chuyện. Vì vấn đề là một á, là ở đây á, là sẽ có hai cách làm. Một là mình đi đường này, bác hiểu không? Cũng được, đi đường này cũng được. Nhưng đối với bác thì em nên đi đường này, nó sẽ ưu điểm hơn. Vì thứ nhất á, cái da của em là cái da mỏng và mềm, thì còn cái chuyện sẹo nó là câu chuyện khác. Thì đối với những cái cơ địa như vậy thì cái lành thương nó ok. Em để ý là ở đây em có cái sẹo trắng trắng là nó đâu có lồi đâu. Tại sao ở đây nó lồi? Vì ở đây nó nằm ngay khớp. Và thứ hai là cái vết thương này là vết thương trà sát, nó không hơn cái thương rộng, hai cái khác nhau. Vết mổ bắt con đó là cái bác đang chuẩn bị, bác làm cái bác đang có mổ trung thể sẹo bên này, thì sắp tới bác chuyên làm mấy cái này. Tại sao khi rất nhiều khách họ làm như này đều sẹo hết, nó làm ngực nó bị sẹo. Vì thứ nhất, một là trong cái kỹ thuật, đầu tiên là cái môi trường, khi mình bắt em bé ra thì cái chất gây nè, nước ấu nó sẽ ra cùng ở đó. Nhiều lúc bác sĩ sẵn bắt người ta không có rửa vết thương, chính cái chất đó nó sẽ làm cái phần viêm nó sẽ tăng sinh lên. Cái thứ hai nữa là cái câu chuyện người ta không có thâu thẩm mỹ, người ta bắt con là người ta khâu bình thường. Còn cái câu chuyện mà khâu luồn nó không phải là khâu thẩm mỹ. Em nghe chị Văn nói là một cái phương pháp khâu thôi, nó không đảm bảo yếu tố để cho chịu lực, thì dẫn đến cái sẹo nó bị đại. Cho nên đừng có lo lắng là so sánh với cái này với trên cái ngực nha. Chị Văn lại nha.